À, dạ vâng, một vị khách hàng đang ngồi chơi buồn buồn lướt YouTube thì tình cờ thấy được video của xưởng bên em, thì anh cũng đã rất chỉ là ưng ý và gọi điện ngay để mà đặt hàng cho gia đình nhà mình một sản phẩm đồng hồ tứ trụ 2m3, rộng 95 và sâu 41cm, chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi mọi nhé. Cái dòng sản phẩm này thì em làm cho gia đình nhà anh Kiên ở khu vực Phú Thọ. Các dòng sản phẩm đồng hồ cây của xưởng bên em thì đang có rất chi là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy những dòng sản phẩm đang chưa có lắp máy này. Đấy, và những dòng sản phẩm đã lắp máy xong rồi. Em đã chọn cho gia đình nhà mình một sản phẩm mà hàng mặt liền nguyên khối. Thì anh cũng không yêu cầu là phải là lắp mà vòm liền. Anh chỉ yêu cầu là mặt liền thôi. Và các thứ khác là phải chọn vân cho anh là đẹp. Thì em cũng đã chọn một cái cây sản phẩm rất chi là ưng ý để bàn giao đến cho gia đình nhà mình. Trong một vài ngày tới có xe lên khu vực Phú Thọ, em sẽ quay cho các bác xem cái đường nét hoa tiết hoa văn vân của nó. Mặt sẽ là mặt liền nguyên khối rồi. Đấy, các bác nhìn thấy vân rất chìa đẹp và đẳng cấp luôn. Cột có độ dày là 6cm các bác nhé, 6cm. Vòm thì chúng em làm vòm ghép, anh không yêu cầu mặt vòm liền. Hàng vòm liền thì nó đi kèm với giá tiền nó cao hơn, đúng không ạ? Chứ còn hàng bình thường như này các bác nhìn vẫn rất đẹp luôn. Đấy, vẫn là cái hàng vòm mặt liền. Cột dày 6cm, vách hồi liền dày 1/6, hoàn thiện kỹ càng bóng bẩy cả trong và ngoài. Đấy. Nó chỉ kém cái hàng dày nó về phần độ dày thôi. Chứ còn về phần gỗ những cái thứ là em vẫn tuyển vân chọn gỗ cho tất cả mọi người. Hàng đẹp và cam kết với các bác hàng bóng mịn 100%. Đây mọi người có thể nhìn thấy những cái phần khu vực bên trong này. Đây em quay gần hơn tận nơi cho tất cả mọi người xem. Cái khu vực hoàn thiện của xưởng em, tất cả những khu vực góc cạnh nhỏ nhất như này đều được thợ phun bóng và đánh giấy ráp cực kỳ là kỹ càng. Đây mọi người nhìn thấy. Không có một chỗ nào mà không được đẹp cả. Vân veo được tuyển vân chọn gỗ cực kỳ là đẹp mắt này, mọi người nhìn thấy. Đấy, bóng mịn luôn. Những cái khu vực mà góc cạnh nhỏ như thế này mà làm được đẹp như thế này các bác phải biết là cầu kỳ nhỉ. Và đánh giấy ráp từng cái khu vực nhỏ một, cái cột trụ này, phía bên trong lách biết cái thứ này nhỏ này, làm sao mà đánh đẹp nhất này. Những cái khu vực chờ cột kia cái thứ này cũng được cầm nắm là phải trơn tru. Rất trơn tru luôn. Mọi người nhìn thấy độ bóng của xưởng bên em nó rất là đẹp và cam kết với các bác là sờ vào hàng là phải nhận hàng là khen chứ không ai chê. Nếu chê thì bên em đã không bán được hàng rất chi là nhiều năm nay rồi. Mọi người nhìn thấy hàng cực kỳ chất lượng, độ bóng của nó phải gọi là 100% các nhá. Và khi mà các bác mua hàng hàng chất lượng như thế này thì em luôn luôn là chọn cho mọi người những dòng sản phẩm hàng đẹp để gửi đi, chứ không có chuyện là gửi cho các bác những cái hàng kém chất lượng cả. Hàng bên em thì luôn luôn là sản xuất liên tục, do đó mà luôn luôn nựa được cho các bác những cái khách lẻ mua hàng được những cái cây đẹp. Bởi vì bên em ngoài bán cho khách lẻ, bên em còn cung cấp cho các cửa hàng đại lý nữa. Do đó hàng sản xuất liên tục ra tất cả các... Đấy, trong ngày các bác làm bên em một ngày ra rất là nhiều sản phẩm. Nên là các bác mua hàng thì bên em đều giữ lại cho mọi người những dòng sản phẩm hàng đẹp rồi, đúng không ạ? Phía bên trên là em lắp kính phẳng, dưới kính phẳng, phụ kiện bằng đồng cho gia đình nhà mình. Máy Sunny của Hàn Quốc, bảo hành máy 1 đổi 1 trong vòng 3 năm, máy Sunny đây. Cái phần lúm này các bác nhé, trong quá trình vận chuyển nếu mà nó có tuột ra các bác cắm vào đây giúp em. Đây, em đã để sẵn một cái lỗ đây, các bác nhìn thấy cái lỗ con này không? Đấy, ở phần 6 giờ các bác cắm vào đây để làm sao? Cái bóng đấy nó gọi là bóng đèn cảm biến, các bác nhìn thấy không? Có một cái lốt chân con này đấy. Bóng đèn cảm biến để mà nó cảm biến ánh sáng, nhiệt độ phía ánh sáng phía bên ngoài, nó đánh chuông. Vách hồi là vách hồi liền 1/6 và hậu cũng là hậu liền 100% đây. Đây các bác nhìn thấy đây. Vách hồi là hậu liền nhé. Đấy, một tấm rất to như này, rất to như này. Đấy, chúng ta cũng có một cái khuyết điểm đó là những cái phần phía bên này. Đấy, nó có cái phần hơi đen, vân đen. Đấy. Cái gì khuyết điểm ở đâu thì em sẽ nói cho khách hàng ở đó. Nhà mình ok thì bên em chuyển đi. Đến nơi các bác nhận đúng hàng quảng cáo thì mới phải thanh toán tiền. Còn hàng bên em gửi đi đã quay video hình ảnh tại xưởng cho các bác lựa chọn rồi. Để các bác nhìn được hàng thực tế như thế nào, đúng như là bên em đã quay phim chụp ảnh cho bác trước khi gửi đi thì các bác nhận hàng thôi. Hàng cột dưới cũng độ dày 6cm và các bác có thể xoay được nhé. Đây. Các bác xoay thoải mái nhé. Xoay đến khi nào mà các bác nhìn thấy đường nét hoa tiết hoa văn vân mình cảm thấy ok thì các bác sẽ dừng lại. Đấy. Rất đẹp luôn. Sản phẩm với đồng hồ cây như thế này bên em đang bán với giá là 12.500.000. Bình thường ra bán 12.800. Đấy, ở khu vực nhà mình vẫn hỗ trợ được thêm 1-200.000 về 12.500. Và được hỗ trợ miễn phí vận chuyển mọi nhá. Bán kính 50 cây bên em hỗ trợ miễn phí, tuy nhiên hơn 50 cây bên em cũng hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho gia đình nhà mình rồi. Và làm sao mà các bác mua được hàng mà bên em có hàng bán cho mọi người được một sản phẩm đồng hồ, sản phẩm nào đó hoặc là tủ rượu kê trong khu vực phòng khách là đã có một sản phẩm bên em góp phần làm đẹp cho ngôi nhà nhà mình thì bên em rất chịu ý.
biết đâu đó thì sau này một hai hôm có khách hàng vào, có bạn bè vào chơi yêu mến và gọi điện mua thêm, đúng không ạ? Đấy là những cái phần mà mọi người cảm thấy yêu mến, cảm thấy thích sản phẩm xưởng bên em thì mọi người lại tiếp tục gọi điện và mua tại xưởng, em rất chỉ là vui. Và em xin cảm ơn gia đình anh Kiên đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em, và chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo nhé.